Song Hùng Nhật Bản và Croatia quyết đấu tới cùng, vui cùng World Cup 2022. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt US 1040, chúc cả nhà luôn bình an và nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị cùng chúng tôi trong thời gian qua. Đây là loạt video mới của kênh, trong chủ đề vui cùng World Cup 2022, hy vọng sẽ mang đến luồng gió mới để mọi người sống cùng không khí sôi động của bóng đá thế giới 2022. Hôm nay Nhật Bản sẽ có trận quyết đấu với Croatia trong khuôn khổ vòng 1/8 vào lúc 22 giờ ngày 5 tháng 12 theo giờ Á Châu, 27 giờ sang theo giờ châu Âu. Một trận đấu trên sân Aljanu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi Nhật đang nuôi giấc mộng vàng đi tiếp thật hào hùng. Sau đây và nhận định trước trận đấu, Nhật Bản đang là hiện tượng bất ngờ lớn tại World Cup năm nay. Những chiến binh samurai áo xanh sẵn sàng tạo nên một cuộc lật đổ nữa trước Croatia, có phải vậy chăng? Nhật Bản đã chứng minh họ có thể vượt qua những đối thủ ở đẳng cấp cao nhất. Tại vòng bảng, hai nhà vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nha và World Cup 2014, Đức đều trở thành bại tướng của đội bóng châu Á. Và ấn tượng hơn cả là cách người Nhật lội ngược dòng trước Đức và Tây Ban Nha bằng tinh thần quả cảm, lối chơi kỷ luật và nền tảng thể lực phi thường. Tất nhiên để nói rằng bóng đá Nhật Bản đã sánh vai các cường quốc thì không phải. Thất bại 0-1 trước Costa Rica cho thấy điều đó, có vẻ như người Nhật chỉ chơi thực sự hay trước những đối thủ ở đẳng cấp cao, trong những hoàn cảnh ngặt nghèo và trong thế trận cho phép họ tìm thấy không gian lên bóng từ các đợt phản công nhanh. Với tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình tại Guiata chỉ có 32,3%, rõ ràng Nhật Bản nguy hiểm nhất khi ở thế cửa dưới. Điểm rất hay của Nhật ở giải này là sự mạo hiểm trong lối chơi vào những thời điểm nhạy cảm của trận đấu. Nay phía trước Nhật là Croatia, đội bóng già dơ với dàn hảo thủ dày dặn kinh nghiệm chinh chiến. Croatia mạnh hơn Nhật ở hàng tiền vệ đẳng cấp và lọc lõi. Bộ ba Luka Modric, Mateo Kovacic và Marcelo Rojovic có thừa sự điềm tĩnh, tầm nhìn và khả năng tổ chức lên bóng. Tuy nhiên, hạn chế của Croatia là gánh nặng tuổi tác khiến lối chơi của họ đôi khi thiếu sức sống và sức chịu đựng. Ở trận cuối vòng bảng, Croatia có thể đã gục ngã trước sức ép từ Bỉ nếu Lukaku không quá vô duyên trong các khâu dứt điểm. Croatia vẫn có đội hình mạnh nhất trong khi Nhật Bản vắng không Itakura vì án treo giò, nhưng Takehiro Tomiyasu là sự thay thế hoàn toàn tin cậy ở hàng phòng ngự. Sau khi hạ Đức và Tây Ban Nha, Nhật Bản sẽ nhận được nhiều hơn sự tôn trọng từ Croatia. Đội bóng của huấn luyện viên Jack Kodalic được cho là sẽ không vồ vập tấn công mà tìm cách khai thác sai lầm của đối phương trong một thế trận chặt chẽ và kỷ luật. Croatia với hàng tiền vệ bản lĩnh rất giỏi trong việc điều tiết nhịp độ chơi bóng. Sẽ là một ngọn núi tiếp theo chặn trước mặt người Nhật. Song những chiến binh samurai xanh có đủ thực lực để tiếp tục làm nên bất ngờ với người Nhật, càng khó khăn họ càng mạnh mẽ, hy vọng vậy. Giờ hãy cùng theo dõi trận đấu giữa Nhật và Croatia nha. Phút thứ hai, trung vệ Taniguchi bật cao đánh đầu đưa bóng bay chệch cột dọc sau quả tạt từ cánh phải của đồng đội. Nhật Bản cần chắc chiêu cơ hội ở trận này, bởi mọi khoảnh khắc đều có thể định đoạt kết cục của một trận đấu ở vòng 1/8. Nhật Bản đang nhập cuộc thận trọng và chặt chẽ với sơ đồ phòng ngự 5-4-1, tương tự cách tiếp cận ở các trận gặp Đức và Tây Ban Nha. Phút thứ 8, hậu vệ Tomiyasu mắc sai lầm với tình huống truyền về như thể kiến tạo cho Petkovic băng xuống đối mặt với thủ môn Gonda, nhưng hàng phòng ngự Nhật Bản đã chơi lăn xả để sửa sai cho Tomiyasu. Petkovic cũng chơi tương đối ích kỷ ở tình huống này khi lựa chọn sút góc hẹp, thay vì căng ngang cho Real Madrid ở vị trí thoáng hơn. Phút 14, Nhật Bản có pha lên bóng đầy sức nặng ở cánh phải, Ito đi bóng tốc độ rồi căng ngang vào trong cho Maeda. Tiền đạo của Nhật Bản bị kèm chặt, nhưng Nagatomo đã kịp thời ập lên ở cột 2 để dứt điểm. Dù vậy, Nagatomo lại không đưa được bóng vào lưới dù đã có cơ hội ngon ăn.
Nhật Bản liên tục khoan phá cánh trái của Gatia nhờ sự xông xáo và cần mẫn của Ito. Với đôi cánh Ito và Nagatomo, Nhật Bản có thể lên bóng đều đặn ở hai biên dù không thường xuyên đẩy cao đội hình. Phút thứ 24, sau quả phạt của Moritz, Nhật Bản có tình huống phòng ngự không tốt khi phá bóng ra đúng vị trí Vara Dio chọn sẵn. Dù vậy, trung vệ của Gatia lại dứt điểm rất thiếu chính xác. Phút thứ 27, Gatia một lần nữa khai thác được khoảng trống ở cánh phải của Nhật Bản. Petkovic thoát xuống khôn ngoan sau lưng Tomiyasu. Nhưng ở nhịp xử lý quyết định, tiền đạo Gatia lại duyên hỏng, khiến Perisic không thể dứt điểm. Tỷ số vẫn đang là 0-0, với số cơ hội nhỏ giọt được hai đội tạo ra. Đến phút thứ 33, Nhật Bản đang kiểm soát bóng và đẩy Gatia phải lùi thấp đội hình phòng ngự. Phút thứ 35, Gatia đang cầm bóng nhỉnh hơn với 68% thời lượng, nhưng Nhật Bản vẫn pressing quyết liệt khiến đại diện Đông Âu chưa có pha phối hợp mạch lạc nào. Phút thứ 41, Morita đánh gót quyết đoán đưa bóng vượt qua hai cầu thủ phòng ngự của Gatia, tạo điều kiện cho Maeda thoát xuống. Dù bị hậu vệ Gatia phạm lỗi, Maeda vẫn chuyền trả ngược ra để Endo chọc khe cho Kamada băng xuống dứt điểm. Dù vậy, Kamada lại sửa lòng đưa bóng đi chệch cầu môn. Phút thứ 44, lưới của Gatia đã rung lên sau pha phối hợp đá phạt của Nhật Bản. Yoshida chuyền bóng thuận lợi để Maeda chớp thời cơ dứt điểm chân trái tung lưới thủ môn Livakovic, đưa Nhật Bản vượt lên dẫn trước. Kết thúc hiệp 1, Nhật dẫn trước 1-0. Phút 57, Endo thử vận may với cú sút xa rất xoáy, nhưng thủ môn Livakovic đã bay người cứu thua kịp thời. Nhật Bản đang có nhiều cơ hội hơn Gatia ở trận này. Phút 63, Modric khống chế bóng gọn gàng rồi dứt điểm sở trường bằng má ngoài chân phải. Bóng đi rất hiểm nhưng thủ môn Gonza đã bay người cứu thua ngoạn mục. Phút 73, thế trận giằng co và chặt chẽ đang được Nhật Bản tạo ra trước Gatia. Huấn luyện viên Morijasu đang chỉ đạo học trò giảm nhịp độ tránh bị cuốn vào lối đá tốc độ của Gatia. Phút 77, Perisic đoạt lại bóng cho Gatia ở giữa sân. Cầu thủ của Tottenham tự mình đi bóng rồi sút xa uy lực đưa bóng đập chân Tomiyasu đi chệch cầu môn Nhật Bản. Kết thúc 90 phút, hai đội vẫn hòa nhau 1-1. Hiệp phụ thứ 1 bắt đầu, hai đội thi đấu vẫn quyết liệt, kết thúc hiệp phụ thứ 1 vẫn chưa có thêm bàn thắng nào. Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu, phút 111, Gatia và Nhật Bản vẫn tạo ra thế trận rất chặt chẽ, cả hai đội đều không còn đủ thể lực để liên tục tạo ra những pha chuyền bóng chính xác. Không có cú sút trúng đích nào xuất hiện trong vài phút vừa qua. Kết thúc 2-2 hiệp phụ, tỷ số vẫn giữ nguyên 1-1, hai đội bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Croatia đã chiến thắng Nhật Bản trong loạt đá luân lưu đầy gay cấn. Xin chúc mừng đội Croatia đã có một trận đấu rất ấn tượng và lọt vào tứ kết. Giờ phần thuyết minh của video xin tạm dừng. Mời các bạn xem tiếp những hình ảnh đẹp về trận cầu hấp dẫn này trong nhạc nền thú vị. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời với bóng đá và âm nhạc sôi động.
Video tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu có thể xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh Việt US 1041 vui cùng World Cup 2022. We'll be right back.